Ok, chào các bạn, mình là Linh đây. Ở đây thì chúng ta sẽ lại cùng nhau trải qua một mùa Valentine nữa. À, nào nào. Rồi, hôm nay sẽ là một clip đặc biệt mà dành cho tất cả những bạn mà không được đi tối tối nay không được đi ôm gấu mà phải nhà ôm trụ. Ở Liên Minh gọi là ôm trụ. À, thật to nó nháy các bạn ơi. À, kìa kìa, các bạn thấy không? Các bạn thấy nó chạy không? À, rồi rồi rồi. Ê, cứ giả vờ chúng ta chưa từng quen nhé. Mày nó không biết mình đi đang săn nó đâu. Ôi phê vãi luôn, một bộ combo mà đây là gọi là sưởi ấm những cái tâm hồn lạnh giá của anh em trong đêm ngày hôm nay. Fire Sterling này, kèm theo đó là một ba cái combo, ba cái vũ khí ở đôi Demon này. Ôi lại nháy này. Ôi phê vãi luôn, từ đấy giờ cần chiến được khá đấy chứ. À, nói chung là chúng ta đồng thống nhất nhau một điều là mấy đứa cô gấu ấy thì nó đang cố gắng đâu gọi là vay mẹ tiền hay là đang xoay tiền để mà nuôi vợ thằng khác, thì các bạn yên tâm, biết đâu là đấy đó là vợ của bạn đúng không? Chúng ta không có việc gì là phải đâu, đàn ông là phải mạnh mẽ đúng không? Nào, thôi cứ dẹp cái vụ 14 tháng 2 ngày đấy nó cũng coi như là như ngày bình thường đấy các bạn. Vẫn để chỉ để quẩy chi kích thôi. Đây rồi. Ôi nhưng mà mình thấy cái khẩu súng này với cái combo đấy nhìn hợp luôn, hợp lắm luôn đấy. Nào, thêm thêm cái hiệu ứng nó kiểu như tan xác, nhìn sướng cực kỳ luôn. Rồi, vừa bảo sướng vừa khen chưa dứt câu. Đây rồi, thằng to này. À, vừa nãy mình cần chiến đấu á. Ui nhưng mà nó cầm đét chòi đấy. Ây. Hai thằng nháy liên tục luôn nhá. Cận chiến không chết kìa. Ô đây 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 đây. Vào đây bạn ơi. Nào. Đúng rồi, trời ơi phê. Chạy 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 chạy. Nào ra. Ui lại hai thằng. Ui không chạy được. Ôi những ngày nào đen cũng được, nhưng mà riêng ngày hôm nay thì hãy để Linh tỏa sáng luôn. À, từ đấy giờ thế hơi nho nhỏ đấy. Nhưng mà vẫn ở trong những cái chuỗi ngày mà có shotgun VIP với cả nhiều dead choice này, nên mà các bạn cẩn thận đấy. Rồi, vừa nói xong con thằng kia nó vừa cận chiến con vếu ấy. Nhiều bạn kiểu như chủ quan ấy, bởi vì là mình có như kiểu có bóng ma này. Nhưng mà chúng nó cận chiến hết đấy, bởi vì dead choice nó vụt mạnh mà. Nào nào. Ui bắn sướng vãi luôn. Double kill này. Cái khẩu này cũng lâu lắm rồi chả thấy ai chơi nhỉ. Mình thấy nó mạnh mà. À, dạ đây rồi, đây rồi. Ê, ê. Ôi, giết được nó mà mất hết thanh rồi. Ra ngoài này xem nào. Ui, sắp đổ heo. Nào, vào đây, vào đây, bình tĩnh. Ấy, các bạn thấy không? Ui, toàn đất trôi nó vụt không ấy. Kiểu như là Zom nó chưa kịp, nó chưa kịp đẻ thì nó vụt cho nó. Ui, buộc phải hóa heo thôi. Ui, double kill đây. À. Rồi. Mày này, trời ơi, triple kill. Ôi, nói chung là ngày này thì các bạn vừa lấy có để ý là mình nhảy hai nhảy đâu, nhảy hai nhảy mà lên được cái bậc đấy. Đang lý ra cái đấy các bạn phải nhảy ba bậc. Nhưng mà mình nhiều khi nhá, mình đấy không phải một lần đâu mà nhiều khi mình kiểu nhảy nhảy linh tinh ấy, nhảy linh tinh mà nó lên một phát lên luôn. Nếu mà cái đấy mà thành bí kíp thì các bạn nhìn kiểu chôn gió mình, cái đoạn cầu thang này như kiểu cực mất thời gian luôn. Rồi, thành đồ to rồi. À, ở cái phiên bản này thì các bạn nếu mà không thích là chơi đồ to ấy, thì các bạn có thể thoát ra vào lại, xong rồi bởi vì nó không bị mất điểm mà thoát ra vào lại cũng được, nhưng mà thôi kệ nhé. Hôm nay là ngày đặc biệt mà, nên là chúng ta thuận theo tự nhiên đi. Ủa đây đây này. Ủa chết rồi chưa, đây trong này có ba thằng này. Lý đến đây à, mấy con này. Ôi mình tưởng chỉ có mấy mấy thằng được lựa nó với kiểu thẩm du với nhau, nhưng mà toàn vếu không. Ủa cho bắn chết đi. Ủa phát đấy mình mà lò đầu ra ngoài là nó phụt chết đấy. Không chơi. À sao còn VIP này. Ủa một bé rồi. Ủa cố gắng xít nhanh các bạn. Không là bây giờ nó ít người mà, tí nữa thành heo này nhục lắm. Kiểu heo nó nhiều sao ấy, nhiều sao cực kỳ khó chơi luôn. Đây cho nó con vếu này. À, đang rất là cô đơn này, đang rất là cô đơn về vếu hồng rồi. Phải chết.
Thôi, nói chung là mình ra đây chỉ sưởi ấm cho bạn thôi. Ủa, chứ đâu còn hai thằng nữa này. Cố lên, cố lên. Ui, mình đã top 2, thằng top 1 hơn 1000 điểm rồi. Không biết nó làm gì mà nó nhiều điểm này. Mình vào rồi. Thằng top 1 nó cầm Destroyer và nó gấp đôi điểm mình, hơn gấp đôi ấy. Khó rồi, trận này mình nghĩ là khó rồi. À, bây giờ bọn này nó vẫn kiểu thủ dâm mấy cái quả flash ấy. Cái quả flash này công nhận là trôn. Ừ, nếu mà sắp tới nếu mà bạn thích thì mình sẽ thử làm cái clip mà kiểu cầm flash đi trôn cũng hay. Mình thấy cũng khá là vui ấy. Ấy, to kìa, to kìa. À, nào, nào, nào. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, các bạn cứ thả thính thôi. Cứ bình tĩnh, chứ đừng nên vội ở chỗ này. Bởi vì các bạn cứ chỉ cần bắn nó kiểu ít máu, hơi ít máu thôi là nó chạy ngay. Chà. Ui, không chết kìa. Ôi, nó nháy. Ui, bị bắn chết mất rồi. Ui, phát đấy mình thấy bao nhiêu con nháy rồi. À. Ui, phát đấy bị lag nè. Ok. Ui, à, ừ, còn một cái nữa là nếu các bạn không biết ấy, thì là các bạn có nhiều loại do đúng không? Chứ các bạn có đồ nhỏ hoặc là con vếu ấy thì các bạn đừng hóa vội. Ôi chết rồi. Thì là, bởi vì là bọn chúng nó rỉa máu để chúng nó cần chiến đúng không? Thì các bạn nhanh tay, nếu mà nhanh tay chuyển sang con nhân vật khác, con zombie khác thì các bạn được hồi máu mà. Nên là cũng tránh được rất nhiều trường hợp bị cần chiến. Ô, thằng này nó tự nhiên nó phi ra đã flash rồi nó chạy vào. Thế nên con này. Ê, đại linh. Ô, nó hồi sinh ngay rồi mình không biết. Một bé. Ý, không chết được phải không? Nó lì quá. Rồi. Ui, các bạn nhìn nó đét choi, nhìn nó vụt nó xót xa. Ôi, mình xót cho giò vãi rồi, rồi, thật đấy. Á, à, đây, bỏ lại. Rồi, ngon rồi. À, đây rồi, đây. Nào, hai đứa vào đây, cân lên. Ui, sao nó không lên đây? Và đến nó lên. À, ừ, cái phiên bản này hay nữa là khi các bạn hết đạn ấy, các bạn thay trong thời gian thay đạn các bạn vẫn cận chiến được mà. Ui, vụt không chết kìa. Đùa. Càng sau kìa, mình rất là, đấy là cái lý do mình rất là chán làm clip dài mà. Một là lag, hai là cực kỳ là đen. Vụt toàn nháy nhưng mà đách thậm chết. À, rồi. Ui, ôi, ba sao các bạn ạ. Ba sao thì nó vụt cho mình cũng một phát chết rồi. Mà chết. Thôi cắn trộm rồi các bạn, đừng để nó nhìn thấy. Nào. Mày. Ui trời, ba sao nhá. Một nhìn ở cái khi mà làm heo này, các bạn giết được heo nó bị tan xác mà nhìn sướng là sướng luôn. À, nó không nhìn thấy. Chà, mày. Ui. Một con heo 3 sao, một con heo 2 sao các bạn. Đã vậy. Đây là may thôi, nếu mà nó khi các bạn chui ở cửa lồng mà nó nhìn thấy cái là nó bắn cho chắc viên thôi. Viên hai viên cũng về cũng đi rồi. Ok. Ờ, nói chung là đây là clip nó động viên tinh thần anh em trong ngày nhân cái dịp này một tí thôi. Không chết kìa. Rồi, bị thằng Sock Covid cận chiến mất rồi. Ờ, các bạn xem clip mình nhớ like ủng hộ mình, like mạnh lên. Thằng kia đen vãi luôn. Kiểu nó lùi mình để nó tránh mình cận chiến mà nó, nhưng mà nó lùi ngay mà sao con VIP. Ừ, nói chung là số bạn nó vẫn đen. À đấy. Chà. Ui trượt kìa. Phát đấy mình ngồi xuống mà không hiểu sao vụt trượt. Ui giòn lại tuyệt chủng rồi. Ô đây. Chà. Rồi ôi. Các bạn thấy không? Vụt thế nào thằng kia ăn cận chiến mà mình vụt méo chết. Ủa, mày thằng sói cũng xít héo rồi đấy. Rồi, đúng rồi, cáo bớt đi, đây rồi. Ôi, phát ra nó tiến lên tí nữa là kiểu nó giật mình ấy. Nó tiến lên tí nữa là mình chết rồi. Rồi, thằng cờ ở đâu vậy? À. Ôi, mày quá. Phần đấy mình không lấy nhiên là, thằng kia là chết rồi đấy. Sợ thật. Rồi, lại mất huyết thanh rồi. Nào, bình tĩnh thôi, một bé.
Ôi đâu rồi? Nó nào vào đây. Cầm gỗ lại vụt xuống luôn. Nào. Chạy này, trời ơi, double kill. Nào. Ui, 3 kill ngon lành các bạn ạ. Phê bãi luôn. Ôi, nói chung là đây bây giờ vào thứ 11 nhưng mà hôm nay chắc là vui thôi, bởi vì là các bạn để ý là thằng Detroit nó vụt cận chiến ghê lắm luôn. Thằng top ấy thì khó săn rồi. Vì nó rất là hơi đen là mình vào hơi muộn rồi. Muốn đua to lắm nhưng mà chắc không ổn. Ôi, cố lên. Biết đâu được. Biết đâu cận chiến nó lại thoát được, mình sẽ cố gắng để cận chiến được thằng top phát nữa thì ngon. Đều đều. Nào vào đi. Ây! Đẹp. Phát hiện nó cứ quay vào trong là chết mình rồi. Ồ, khiếp. Kiểu nói chung là nếu các bạn không nhảy được vào lồng thì tốt nhất các bạn nên quay ra ngoài để nhìn xem có thằng nào ở bên cạnh không ạ. Thôi, nó cứ nắm tay nhau một cái thôi là đứt luôn đấy. Rồi hai thằng. Ôi, cố gắng kiếm được cái giải lây nhiễm thì ngon. Coi như giải an ủi. Úi, thằng top nó kia được 3 giải luôn nhỉ. Đổi, đâu hết rồi. À đây, đằng này. Ê, chạy đâu rồi, một bé. Ui, mãi mới được một cận chiến đây. Khó lắm không? Nói gì thì nói chứ Detroit với cả Socompete nó vẫn là số 1 cận chiến các bạn. Khối này nó chỉ mạnh thì mạnh thật nhưng mà nó không bằng đâu, thật sự không bằng. Mày này, ui, bắn mấy viên, bắn có mấy viên là cận chiến luôn. Ôi ôi, ngu ơi. Ôi, Huyết Thanh kìa. Thôi bị cáo Huyết Thanh nó mất rồi. Ôi, bọn này nó cứ hở ra là cận chiến ngay. Đây ra, à đây. Mày chết đâu rồi, mày quá chặt đúng đường luôn. Rồi, à. Đều có con vèo đây. con vèo kia nó bị ngào đá. Nhìn nó nhảy mãi mới giết được thằng này. À nào. Ôi, đợi cái tín hiệu của bạn nó mình rất là hãy mừng lắm luôn. Ôi, có đây sắp hòa eo rồi. Nào. Trời ơi, mình vẫn cần chiến nhá. Nhưng mà thành do bắt đầu ấy. Ui, thằng to kìa. Anh Nghĩa Linh đây à. Ôi thôi nhá, mình sẽ cố gắng quậy nốt cái đống vã này đi. Chứ bây giờ mà cứ kiểu mình bây giờ phải trả lời thì rất là mất tập trung để cuối ván nhé. Chạy đâu mày ấy rồi, ok game ấy các bạn đâu, cái ở cái thời gian làm các bạn chỉ cần giết heo nó bị tan xác, nhìn mất xác luôn, nếu còn là quẩy mất xác một pha này. Trời ơi, ngon quá luôn. Tôi nói cho làm sao không đệ được rồi. Mới trả lời bạn này đi. Ok, có khi clip mình sẽ tạm dừng ở đây. Nói chung một clip nó vui vẻ đủ rồi. Ok, cũng không có gì nhiều nên chúc các bạn có một ngày Valentine hạnh phúc rồi. Hạnh phúc bên mình, bên người gấu được. Ok, bye.